Tôi đã từng yêu thì tôi đã từng nghe từ khi còn bé, có thể là bố mẹ tôi rồi thì cô chú anh chị đã từng nghe và tôi đã ngấm từ hồi nhỏ. Nhưng mà gần đây thì tôi có được nghe một cái giọng hát mà làm tôi cảm giác là đã làm mới được cái bài hát đấy, và tôi nghe tôi lại thấy nó có một cái gì đấy mới mẻ, đó là Lê Anh Dũng. Thì do đó thì tôi nhanh chóng đưa bài hát này vào đề cử cho chương trình. Đây là một cái đề tài mà mọi người thường triển khai theo một cái cách mà nó mang tính chất gì đấy, nó vĩ mô. Thì bài này tôi nghĩ nó là một trong những cái bài đầu tiên mà nó đi vào khai thác cái khía cạnh trữ tình của cái đề tài này và đem cho người ta những cái tình cảm rất là sâu về đất nước, mà nó không bị lên gân, nó có cái chất thơ rất là nhiều. Đất nước tình yêu là một ca khúc mà mang rất nhiều các cái tính chất của một ca khúc mà nhạc trữ tình lãng mạn, mà đây là một có thể nói là một cái thế mạnh của Lê Anh Dũng. Khi thể hiện nó thì Lê Anh Dũng thiên nhiều hơn về hát theo cái lối nhạc trữ tình nhẹ nhàng mềm mại, và có chăng chỉ điểm tô những cái lúc cao trào của nó bằng những kỹ thuật mà mình được đào tạo để tạo ra cái hiệu quả và sự thành công hơn cho bài hát. Cho đến bây giờ thì bài hát này vẫn vẫn còn nó vẫn còn một cái sức sống, vẫn còn một cái sức lay động mà không nhiều những cái bài hát cùng đề tài nó có thể đem lại được cho người nghe. Chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm.
yêu đất nước tràn hòa. Ôi Việt Nam, đất nước yêu thương, anh dẫn em đi ôn nhiều kỷ niệm cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi đang chờ. Kết quả vé số.com.